Á hậu Thảo Nhi Lê phản hồi thông tin hẹn hò DJ của Giáp Việt. Lê Thảo Nhi và DJ Gu Công liên tục xuất hiện bên nhau thời gian gần đây. Điều này khiến họ vướng tin đồn hẹn hò. Phản hồi ngày 25 tháng 5, đại diện truyền thông của Lê Thảo Nhi phủ nhận tin đồn Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam đang hẹn hò Gu Công, DJ của Giáp Việt mùa 3. Từ trước đến nay, Nhi và Gu Công chỉ là bạn bè bình thường, người này cho biết. Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Thảo Nhi và DJ đến từ Singapore thường xuyên check-in cùng địa điểm, chụp ảnh với nhau. Tại một sự kiện, cả hai thể hiện những cử chỉ thân thiết. Gu Công không phải gương mặt lạ khi từng tham gia chương trình Người ấy là ai. Anh sinh 1991, có cha là người Singapore gốc Hoa, mẹ là người Malaysia. DJ từng có cơ hội kết hợp với hai DJ nổi tiếng thế giới Alan Walker và Rehab. Đời tư của Thảo Nhi được nhiều người quan tâm thời gian qua. Ngoài tin đồn tình cảm với DJ Gu Công, Á hậu còn vướng nghi vấn chia tay bạn trai Doanh Nhân vì cả hai không xuất hiện chung, ít tương tác với nhau trên mạng xã hội như trước. Khi được hỏi về tin đồn này trong sự kiện ngày 23 tháng 5, Thảo Nhi từ chối chia sẻ. Năm 2020, đại diện phía Lê Thảo Nhi xác nhận người đẹp yêu Doanh Nhân Nguyễn Bảo Long, sinh năm 1985. Anh là chủ một quán bar tại thành phố Hồ Chí Minh, kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, ăn uống. Thảo Nhi gặp Bảo Long sau 2 tháng chia tay bạn trai Việt Kiều. Khi gặp anh Long lần đầu tiên, Nhi hoàn toàn bị thuyết phục bởi tính cách chững chạc nhưng đầy thú vị của anh chàng này, Á hậu từng chia sẻ. Lê Thảo Nhi, sinh năm 1994, từng sống ở Đức trước khi về Việt Nam lập nghiệp. Năm 2022, cô tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 1 vì bản quyền dự thi quốc tế được chuyển giao cho đơn vị khác. Thảo Nhi mất suất chinh chiến ở Miss Universe 2023.